Chờ, có bao nhiêu? Em xả nhanh cho có một con công suất V7 này. Đấy, con này thì về có làm giải mã. Đấy. Đây, về thức có nhìn qua nhá. Con này thì về nó bị đây, con này, nó bị cái nhựa này nó hơi bị bong ra này. Thì về có thể gắn lại cho em nhá. Đấy. Cái này nó chỉ là cái chụp tản nhiệt thôi. Cái tản nhiệt thì nó không ảnh hưởng gì các bác nhá. Nó vẫn nguyên si luôn. Chỉ là cái nhựa này nó hơi bị móp tí, đấy thì về có chỉnh lại cho em tí. Bỏ con ốc ra xong mình sẽ lắn lại, mình gắn lại keo nhá. Còn cái bên trong này em nhìn rồi thì nó không bị cong hay vênh tất cả gì cả. Nói chung là vẫn ok hết tất cả mọi thứ, chỉ có mỗi cái nhựa này. Đấy. Đây thì Sơn tiến hành test thử quang và các thứ luôn. Đây, đầu tiên em sẽ kết nối dây loa nhá. Con này thì em sờ rẻ luôn cho các bác nhá. Con này thì để có giá 1,1 triệu luôn. Đấy, để gói là 1,1 triệu luôn nhá. Đây là em đang cắm kết nối điện thoại này. Còn các bác nào mà làm giải mã thì mình có thể lấy hai cổng này này. Hai cổng này nhá. Đấy, con này mà bác nào mà ví dụ đang có dàn karaoke, ví dụ qua đẩy hoặc là âm ly gì đó thì lấy về mà làm giải mã cực hay luôn. Tiếng hát trong nghe hay lắm. Đây, quang đây. Đấy, mình sẽ rút cổng quang in này ra. Cắm vào. Đấy, dây quang thì nó sẽ có hai cổng nha, thì các bác sẽ chọn cho một đầu cắm vào đây, đầu còn lại mình cắm vào tivi là xong. Bác làm mà ví dụ kết nối công suất mà ghép loa này nhá, thì loa hai con loa mini hai bên này thì mình có thể là cắm thêm giải trầm được đây, nó có đường súp riêng. Cái đường súp này thì mình chỉ cần cắm một dây được nhá, không cần phải cắm hai dây đâu. Đấy. Nói chung thì các bác thích chuyển chỗ nào thì chuyển nhá, nó dễ lắm. Mình cứ nhấn vào đây cho em là được. Đấy, còn con này CD mà đây thì bỏ qua luôn các bác nhá. Em không bao chạy hai cái này. Đấy, giá thì 1,1 triệu các bác nhá. Con này bình thường của nó 1,250 triệu nhưng thôi em xả nhanh các bác còn 1,1 triệu. Đấy. Cái này thì em không bao chạy nhưng mà em vẫn cứ test thêm nhá. Test thêm gọi là xem có được hay không. Cái này thì em cũng không bài mà tỏi CDMD các nhá, kẻ có chạy không chạy thì em không bài mà tỏi cái này đâu nhá. Gọi là có thì test thêm xem có được hay không nhá. Đấy, đường quang là ok rồi này các bác này. Hay không các bác? Quá hay đúng không ạ? Nghe sướng lắm. Đấy thì đấy là đường quang và đường điện thoại thì đây. Các bác cắm cổng nào chuyển cổng đấy nhá. Tép hay là CDR thì chuyển đúng cổng vào được. Thử tiếp MD này. Nói chung thì các cái hàng bãi này thì về mắt nhiều khi nó cũng kém là chuyện bình thường các bạn. Đấy, nên là tôi cứ thử test xem được hay không.
Đấy, MD thì hiện tại không thấy đọc ở đây. CD thử xem nhé. Cái CD này thì về liệu bác nào có dùng thì nhớ là phải cắm đĩa xin cho em nhé. Đừng dùng đĩa cũ đĩa mốc. Không có, em thật có cái đĩa nào nó hỏng luôn, mắt nào hỏng. Nếu mà dùng đĩa cũ đĩa mốc. Lấy bài có sẽ nhấn vào đây nhá, nhấn vào đây. Con này mắt em thấy CD là cũng khá là tốt đấy chứ. Đọc rất là nhanh này. Đấy, nhấc tay còn chưa tay chưa kịp ra nó đã chạy rồi, chứng tỏ là mắt nó còn con này là còn ok đấy các bạn. Này. Đấy. Mắt còn rất là tốt, nhưng nói chung thì cái này về các bác có dùng thì phải dùng đĩa xịn nhá. Đấy, đây là em test một cái đĩa Nhật này, rất là xịn này. Nó còn có cả mã vạch đàng hoàng con này. Đấy. Nói chung là hàng xịn nó phải khác bọt. Nhưng mà đây rất tiếc là cái tiếng Nhật. Đấy. Thì về giá thì con này thì như em nói rồi, thì để có là 1,1 triệu nhá. Đấy, 1,1 triệu. Đấy. Giải mã rồi quang điện thoại các thứ rất là ok. Đấy, thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo của bên Nguyên Vũ Audio nhá.